Chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến với lại shop online Tân Ánh nhá. Loa và phụ kiện. Trong chương trình giới thiệu sản phẩm hôm nay, xin giới thiệu với các bác một cái sản phẩm mới nhá. Một sản phẩm mới đó là âm ly mini dành cho anh em đánh chim đêm. Âm ly mẫu mới nhá các bác nhá. Thông tin liên lạc với shop thì các bác vui lòng liên hệ với các số điện thoại ở trên biển này. Nhưng mà bây giờ là bên nhà mạng nó mới thay đổi đầu số các bác nhá. 0168 thì sẽ đổi thành 038 này. 330 8479, 0169 thì sẽ đổi thành 039, 0168 tiếp thì đổi thành 038 và 0120 thì sẽ đổi thành 070 các bác nhé. Thì các bác cập nhật để các bác gọi cho nó tiện nhé. Mấy hôm nữa tôi sẽ thay cái số khác cho các bác dễ. Đây, hôm nay giới thiệu với các bác cái mẫu âm ly mini chạy điện 12V dành cho các bác đánh chim đêm. Tôi quay rất là kỹ cho các bác xem từ bao bì. Đây là trên bao bì này, ghi chạy điện DC 12V này, chạy được FM. Đây là cái mẫu bao bì nhá, mặt bên này. Thì bây giờ tôi sẽ mở chi tiết ở trong ra cho các bác xem nhé. Thế mà xong rồi các bác xem. Đây các bác nhá, ở trên này thì nó đài công suất là 300W. Thế nhưng mà thực tế ra thì nó thật với anh em là nó sẽ không đạt được tới 300W đâu. Đấy là do nhà sản xuất nó ghi như vậy thôi. Nhá, đây là cái phần trong ở âm ly. Màu sơn xanh các bác nhá, màu sơn tĩnh điện rất là đẹp. Cái này thì nó sẽ có hai cổng điện cho các bác. Em vào lấy cái chân 12V này, chân điện này. Ra cắm ấy. Hai cổng điện cho các bác nhá. Một là chân hai điện 220V. Nhá, chân điện 220V là cái chân này. Để các bác cắm trực tiếp vào điện lưới các bác dùng nhá. Đấy. Hai là cái chân điện 12V. Chân điện 12V này các bác cắm vào đây. Thế còn đây là bốn cái cổng mà nó ra loa. Hai bên đỏ, hai bên đen. Còn đây là cái dây truyền tín hiệu vào. Gọi là auto input ấy, là truyền tín hiệu vào. Có thể các bác phải truyền nhạc từ điện thoại vào đây qua được, qua đây được nhá. Thế còn cái hàng này, cái dây này là cái dây gọi là bắt vào anten. Bộ anten để các bác bắt đài FM. Còn các bác đánh chim đêm thì cũng không quan tâm đến cái này. Đây là các bác cắt đi. Thế còn cái dây này theo tôi nghĩ là khi các bác dùng điện 220V ấy, nó là cái dây tiếp mát. Nha các bác nhá. Đấy. Dây tiếp mát. Cái tắc cắm 12V này. Dây tiếp mát các bác nhá. Thế đây là cái hình thức bên ngoài này. Màu sơn xanh tĩnh điện này. Hai ô thoáng để thoát gió này. Cái này là bằng kim loại các bác nhá. Các bác lưu ý này, bằng kim loại này nhá. Đấy. Bằng kim loại. Còn đây là phía mặt trước của chiếc âm ly này. Các bác quan sát kỹ nhé. Cái này là một thiết bị đọc thẻ mini. Tên của nó, cái nhãn hiệu của nó ấy, là AV263B nhé các bác nhé. AV263B. Nó có hai cổng chạy. Đó là cổng USB và cổng thẻ nhớ. Thế cổng thẻ nhớ các bác muốn dùng được ấy, thì các bác phải dùng qua cái áo thẻ này. Các bác phải dùng qua cái áo thẻ to này các bác mới dùng được nhé. Đây. Cái này thì tùy từng thời điểm, khi nào thời điểm mà shop có áo thẻ thì sẽ tặng cho các bác. Còn nếu mà shop hết áo thẻ thì các bác phải thông cảm nhé. Còn shop mua được áo thẻ sẽ tặng cho các bác này. Đấy. Một cổng là thẻ nhớ và một cổng là USB. Cổng USB các bác nhé. Thế còn trên này các nút điều chỉnh này. Cái nút bên này là giúp các bác chỉnh cái tần số check nhé. Tần số check này. Nút ngoài cùng này. Chỉnh tần số check nhé các bác nhé. Chỉnh tần số check. Thế còn nút trong này thì sẽ chỉnh tần số bát. Chỉnh tần số bát đấy các bác nhé, chỉnh bát này. Cái này anh em lưu ý, khi đánh chim đêm mà nhất là dùng check kèn ấy, cái tần số bát này các bác phải cho về hết cỡ. Thế còn check thì các bác căng lên theo sao cho hợp lý này. Còn cái nút ở giữa này là chỉnh volume âm lượng tổng nhá, volume âm lượng tổng. Thì bên này là min, bên này là max. Còn cái nút này nó là chỉnh âm lượng, chỉnh vôn của cái mic. Cái này nó dành cho cả người ta cắm hai cái mic vào đây để hát karaoke nha các bác nhé. Chỉnh âm lượng của cái mic này, mic 1 và mic 2. Nhưng mà cái này mình không quan tâm lắm. Các bác đánh chim đêm thì chủ yếu là dùng để đọc thẻ đánh chim đêm thôi, không quan tâm đến chức năng hát karaoke này các bác nhé. Cái điều quan trọng nhất trên cái đầu này ấy, mà dành cho anh em đánh chim đêm ấy, nó có luôn cho bác cái chức năng là cái nút lặp lại một bài, có nghĩa là nút vớt bài. Anh em đánh chim đêm thì là cần cái chế độ là vớt một bài duy nhất
rất là hay dùng tới. Thì nó có cái nút này ngay trên đầu nha các bác. Đây. Thế ngoài ra thì còn các nút như là chuyển chọn chế độ này, model này, nút next nuôi này, nút next tới này, nút tạm dừng này. Hay là nút tạm dừng thì cộng nghĩa mà nút vào đây luôn đấy. Cái này thì nó cũng có cho các bác là cái tay điều khiển nẻ phía ngoài. Tay điều khiển nẻ phía ngoài dùng cái sóng gọi là sóng điện từ, sóng tia hồng ngoại ấy, dùng cái mắt này này. Thì nó thật luôn, chia sẻ luôn các bác là các bác thông cảm là cái tay này nó cũng rất là mong manh, nó không được bền đâu. Nhiều khi là anh em không cần quan tâm cái tay này đâu. Thế đâm ra khi gửi hàng cho các bác, nhiều khi là cái tay này nó trục trặc hay là nó không nhận được thì các bác cũng thông cảm là hàng nó chỉ có vậy. Cái này không thể đảm bảo 100% là tay điều khiển nào nó không nhạy. Nhiều khi là rất nhiều tay điều khiển nó chập chờn, nó không ăn sóng. Trên cái tay điều khiển này thì quan trọng nhất là mình cần cái nút lặp lại một bài. Nhưng mà đối với cái đầu này, đối với cái đầu này thì cái nút đấy nó nằm trên đầu cho các bác rồi nhá. Các bác không cần quan tâm đến tay điều khiển nữa, các bác dùng trên đầu hết. Và các bác lưu ý này, cái đầu này là không có màn hình các bác nhé, không có màn hình đấy, không màn hình, chỉ có như này thôi. Sau đây tôi hướng dẫn cho các bác chạy nghe thử luôn nhé. Đây tôi sẽ dùng cái điện 220V. Đây khi các bác mua thì sẽ được shop tặng thêm cho các bác một cái dây cắm điện 220V như này. Các bác về các bác cắm vào đây đấy nhá, để dẫn điện 220 điện 12V, xin lỗi các bác, điện 12V nhé. Bây giờ tôi sẽ thử trên cái điện 12V. Đây, tôi có bình ắc quy sẵn rồi. Dây đây, tôi cắm vào. Rồi. Các bác lưu ý nhá, khi các bác cắm vào điện 12V ấy thì nó sẽ chạy luôn. Chạy luôn cái công tắc này này. Công tắc này là không có tác dụng các bác nhá. Công tắc này là không tác dụng. Công tắc này là chỉ có tác dụng khi chạy ở điện 220V. Các bác mua hàng thì mua lòng xem kỹ giúp tôi. Hôm trước có một anh bảo là anh cắm điện 12V vào cái công tắc này anh không tắt mở được. Anh bảo anh không lấy hàng nữa. Thì tôi giải thích với anh đến như nào anh cũng không chịu, nó rất là khó. Tôi giải thích luôn với các bác là cái công tắc này chỉ có tác dụng khi dùng ở điện 220V thôi, không có tác dụng khi dùng ở điện 12V các bác nhé. Đây mà điện 12V thì nó hoàn toàn an toàn các bác, không có giật gì đâu mà đo. Thế giờ là mình sẽ câu loa. Tôi sẽ câu trên cái loa toa, loa toa 10W nhé. Thì bây giờ các bác cái này thì cũng không quan trọng âm dương đâu. Các bác nó mà có dây đen dây trắng đây ấy, thì các bác cái dây đen bác bỏ sang cổng đen, dây trắng các bác bỏ sang cổng đỏ nhé. Đây các bác câu vào. Đây các bác xem tôi làm này, nó rất là dễ. Các bác nào chơi rồi thì nó dễ rồi. Nhưng một số bác mà chưa chơi bao giờ ấy, thì cũng hỏi rất là nhiều. Nhưng mà nó dễ thôi. Đây cứ hai vế loa này thì các bác câu vào một bên vế của âm ni thôi. Dây trắng thì các bác cắm vào chân đỏ. Dây đen thì các bác cắm vào chân đen. Nhá. Nó rất là dễ. Đấy. Đây là một vế loa này. Tôi câu tiếp một cái nữa này. Tôi sẽ test cho các bác trên cái loa toa 10W nhá, toa 10W của Indonesia, hàng nhập khẩu, hàng xịn nha các bác nhá. Nói chung là năm nay giá loa toa thì nó cũng hạ rất là nhiều. Anh em chuyển sang chơi loa toa rất là nhiều. Hàng âm thanh nó chuẩn, độ bền nó cao. Nhiều khi có rơi xuống nước vớt lên nó vẫn chơi được tiếp. Còn hàng Việt Nam thì các bác chỉ chơi được có một vụ thôi, nó xuống cấp rất là nhiều, hoặc là chưa được một vụ nó đã rè rồi. Còn hàng loa toa này các bác đánh diệt dã, vụ này sang vụ khác nhé, hoàn toàn rất là yên tâm. Đây tôi để thử hai cái loa đây nhé. Đây các bác nhìn này. Đây, câu rất là dễ này. Đây là một vế của loa này. Dây đen dây trắng các bác cho vào cổng đỏ và cổng đen. Dây đen dây trắng bên này của loa nữa các bác cho vào cổng bên này. Rất là dễ như vậy thôi. Thì bây giờ các bác cắm điện 12V vào. Cắm điện 12V vào này. Cái này các bác đánh cơ động ngoài đồng ấy thì chủ yếu là dùng điện 12V nhá, chủ yếu dùng điện 12V. Đây, ở phía mặt trước này, các bác muốn dùng thẻ nhớ ấy, thì các bác sẽ qua cái áo thẻ to như này. Các bác cắm cái mặt đồng lên trên này. Các bác lưu ý khi các bác thử ấy thì các bác vui lòng là vặn bát check về hết cỡ, vặn volume âm lượng về hết cỡ để cho nó không có tiếng giật mình nhá. Đây khi cắm vào này các bác nhìn này, cái đèn mà trên cái đèn NMV3 này nó nhấp nháy này, là nó biểu thị đang chạy đấy. Bây giờ tới đây là tôi chưa căng âm lượng lên, đây là âm lượng ta đang để ở không, tôi căng âm lượng lên là sẽ có tiếng này. Đấy. Đấy các bác thấy đấy nhá.
Đây các bác lưu ý nhá, khi đánh ở các chim đêm này ấy, cái tần số nó rất là cao, các bác không được căng bát lên đâu. Cái check thì các bác căng lên bao nhiêu cho hợp lý thì các bác căng, còn bát thì các bác không căng nhá. Rồi đây là nút tạm dừng này. Thế còn các bác ấn vào nút này thì nó sẽ lặp lại một bài cho các bác duy nhất. Hết bài đến tự động nó quay lại. À, đây là các bác nhìn thấy ba đèn này này, NMP3 này, AUX này, FM này. Để tôi thì tôi không thử hết nhưng mà theo tôi ấy là cái khi nào nó bắt FM ấy nó sẽ sáng cái đài FM. À, đây này. Khi nào nó chạy ở AUX này nó chạy ở cái chế độ mà các bác truyền tín hiệu vào đây này. Tín hiệu vào cái cổng này này. Bây giờ mình quan tâm chính là quan tâm đến cái đường NMP3 từ thẻ hoặc từ USB vào thôi nhé. À, các bác nhé. Đấy. Các bác muốn chuyển chế độ thì các bác bấm vào cái nút mode này. Đây, bấm vào nút mode này, nút chuyển chế độ này. Đấy. Line in là chuyển chế độ mà truyền tín hiệu vào đấy. Các bác bấm cái nữa này, quay về thẻ nhớ này. Đấy, quay vào cái thẻ nhớ đang chạy nhé. Đây các bác nhé. Music. À, các bác lưu ý này. Cái này bây giờ tôi mới dùng lần đầu tiên thôi. Thì tôi vừa làm vừa chia sẻ với các bác nhé. À, khi các bác bấm sang chế độ mà nó về NMP3 rồi ấy, thì các bác phải bấm thêm một cái nữa. Đây này, tôi làm lại này. Bấm một cái này, nó về FM này. Bấm cái nữa, nó về cái AUX này. Bấm một cái. Đấy, hình như cái này là có chức năng Bluetooth hay sao các bác ạ? Bluetooth rồi đấy. Thế còn nó nhấp nháy này nhưng mà chưa có âm thanh đâu. Các bác phải bấm một cái nữa. Thì nếu là ra cái tiếng music ấy. Đấy. Thì nó mới phát ra thẻ nhá. Đây là tôi thử trên cái thẻ nhớ và dùng cái áo thẻ to. Thế còn các bác nếu mà dùng USB nhá thì các bác cắm trực tiếp USB. À, cắm trực tiếp USB vào cổng này. Là chơi nhá. Đây. Đây cho các bác nghe thử một đoạn. Cái USB này là USB tiếng quốc biển nhá. Tiếng quốc biển bản quyền. Bản quyền ở đây là có nghĩa là các bác phải mua đấy. USB này USB độc quyền đấy nhá. Rồi, video này là tôi giới thiệu cho các bác về cái âm ni mẫu mới, cái loại mà AV263B về cách dùng và cái chức năng của nó. Và chia sẻ thêm với các bác là cái USB tiếng chim mà hàng độc quyền nhé các bác nhé. Sẽ có các loại tiếng như là gà đồng, chích ré, rẽ run nhé các bác nhé. Quốc biển ấy, chích ré chính là quốc biển ấy, rồi rẽ run. Thì các bác có nhu cầu mua tiếng chim thì bên shop cũng sẽ có luôn nhá. Tiếng là tiếng bản quyền, đảm bảo hiệu quả cho các bác nhé. Giá thành thì hợp lý. Mọi thông tin các bác vui lòng liên hệ với lại shop Tân Ánh nhá. Shop Tân Ánh đến từ Bắc Giang. Đây các bác xem chi tiết về cái sản phẩm âm ni này nhá. Mong nhận được sự ủng hộ của anh em dành cho cái sản phẩm âm ni mới này nhá. Rồi xin cảm ơn các bác nhá. Hẹn gặp lại cho các bác trong những cái video giới thiệu chi tiết về cái âm ni này sau nhá. Xin chào các bác.